Nhiều khi Ly thấy cái nhiều anh chị mà chia sẻ nói ngắt cái rễ này lên hửi đưa vô gì nói thơm quá trời thơm là không có, nhưng mà con chúng ta phải đốt. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây dừa dứa nha bà con, cây dừa dứa Thái. Dừa dứa Thái thì bên trung tâm cây giống luôn cung cấp số lượng rất là nhiều và luôn chia sẻ cho quý bà con chúng ta cách nhận dạng về cái giống dừa dứa nha bà con, dừa dứa chín gốc luôn ha. Dừa dứa cái định dạng thứ nhất là quý bà con chúng ta nên mua cái dừa trần như vậy, tại vì cái dừa dứa nè trên cái mặt này nó sẽ bị nhăn nha bà con, nó hơi nhăn nè, nó hơi nhăn nhiều ha, đó nó hơi tớp tớp lại là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là quý bà con chúng ta kiểm tra, chúng ta kiểm tra qua cái lá nè. Quý bà con chúng ta nào á mà muốn biết cái chất lượng của nó phải là dừa dứa hay không thì quý bà con chúng ta cần cái hột quẹt này nè, chúng ta đốt đốt qua lá ha bà con. Đó, chúng ta ngửi nó rất là thơm dứa nha. Cách kiểm tra thứ nhất nha bà con, đó là lấy hột quẹt thì chúng ta đốt đốt, chúng ta có thể là đốt gần cái lá non thôi, đốt thêm chỗ này nữa, chúng ta đốt nè. Đó. Đó, quý bà con chúng ta hửi là rất là thơm dứa nha bà con, vừa chín gốc ha. Cách nhận dạng cũng rất là dễ nha bà con, hoặc là chúng ta đốt đốt những cái rễ non như vậy nè, chúng ta đốt nó mới thơm nha. Còn cái bộ rễ này nó sẽ bị già rồi quý bà con chúng ta mà ngắt hửi là nó không có thơm. Thì Ly cũng thấy nhiều anh chị mà nói ngắt cái rễ như vậy nè, ngắt cái rễ này hửi lên nó thơm, thật sự nó không có thơm nha bà con. Chúng ta phải lấy hột quẹt chúng ta đốt, chúng ta hửi thì nó mới thơm. Còn cái rễ như vậy quý bà con chúng ta hửi là nó chỉ hôi thôi, nó không có thơm, nó hôi cái mùi sình á. Tại vì cái dừa nó đen rồi nè, nó hôi cái mùi sình thật sự. Nhiều khi Ly thấy cái nhiều anh chị mà chia sẻ nói ngắt cái rễ này lên hửi đưa vô gì nói thơm quá trời thơm là không có nha bà con. Chúng ta phải đốt. Quý bà con chúng ta lấy hột quẹt đốt. Đốt như vậy. Đốt thời gian nó cũng hơi lâu lâu tí xíu nha. Đó. Quý bà con chúng ta ngửi thì thấy nó có hơi thơm tí xíu nha bà con. Còn chứ quý bà con chúng ta nào muốn xác định thì chúng ta hơ lên trên cái lá này nè. Đốt trên cái lá này chúng ta hửi nó rất là thơm, nó thơm mùi dứa. Còn dừa dứa thì chúng ta trồng chỉ trong vòng là từ 30 đến 36 tháng mới ra trái nha bà con. Bạn dừa này thì uống nước nó rất là thơm, thơm cái mùi đặc trưng của mùi dứa. Giá trị kinh tế nó cũng rất là cao, cao hơn những loại dừa khác rất là nhiều nha bà con. Tại vì cái mô hình trồng dừa dứa thì rất là ít, những cái cô chú anh chị không có nhân rộng nhiều. Nên quý bà con chúng ta nào muốn trồng cây lạ, trồng dừa mà hiếm thì chúng ta đầu tư vào các cây dừa dứa nha bà con. Cái nước nó rất là giá trị tại vì nó thơm, nó rất là thơm luôn. Uống vô tới đâu thì chúng ta cảm nhận nó thơm gắt tới đó. Dừa càng già thì uống nó càng thơm nhiều nha bà con. Cái dừa mà mới có dừa nạo muỗng á, dừa hơi trắng cháo thì chúng ta uống thì nó thơm nhẹ thôi. Càng già thêm tí xíu nữa thì uống nó thơm rất là nhiều. Còn cái chiều cao của cây dừa dứa thì bên trung tâm cây giống còn cái từ cái mọng này nè. Từ cái mọng này lên thu vút hết lá này cao khoảng là từ 5 tấc tới 6 tấc nha bà con. Đó, cây nè. Còn cái trọng lượng của nước trong trái dừa dứa này thì từ 300ml nước tới 400ml nước nha bà con. Có trái to hơn nữa thì được nửa lít luôn, tùy theo trái nữa nha. Còn bên trung tâm cây giống xuất hàng toàn là để dừa trần như vậy không nha bà con, không có vô bầu, không có vô bịch. Thứ nhất là cho quý bà con chúng ta dễ kiểm tra được chất lượng của giống. Còn cái thứ hai nữa thì chúng ta kiểm tra được cái trái gáo dừa nó to hay nó nhỏ nữa nha bà con ha. Đây nè, số lượng thì còn rất là nhiều. Cái lô này thì Ly chuẩn bị soạn ra để giao cho chủ đầu tư. Thì Ly cũng thường xuyên cung cấp cây giống và cũng chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều. Tại dừa nó có rất là nhiều thể loại, quý bà con chúng ta không am hiểu, quý bà con chúng ta muốn đầu tư về cái giống dừa dứa mà chúng ta không biết cách nhận dạng nó như thế nào hết bà con. Đơn giản, cầm cái hột quẹt thôi, không có cần phiền phức. Giống như là thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta là cách nhiều cách nhận dạng, là thứ nhất là gáo nè, rồi rễ bà con, lá. Quý bà con chúng ta không có cần kiểm tra như vậy đâu. Thứ nhất là cầm cái hột quẹt ra, chúng ta đốt đốt ở trên cái tàu non, đốt như vậy hả bà con, hơ qua hơ lại tầm khoảng 20 giây. Quý bà con chúng ta đem lên hửi nó rất là thơm, thơm mùi dứa, thơm mùi nực nồng luôn á bà con, thơm mùi đậm luôn, là cây dừa dứa Thái nha. Dừa dứa Thái thì chúng ta trồng nước nó uống nó sẽ thơm đậm hơn cây dừa dứa Việt nha bà con. Bên trung tâm cây giống sẽ cung cấp cây dừa dứa Thái thôi. Rồi cái video này thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta cách nhận dạng cây dừa dứa Thái và cái cây dừa dứa Thái tại trung tâm cây giống nha. Cô chú anh chị nào đang quan tâm cái đầu tư hoặc là có bất cứ câu hỏi gì mà cần bên trung tâm cây giống trả lời thì quý bà con chúng ta cứ gọi vào hai số hotline hiện trên màn hình. Bên trung tâm cây giống sẽ trả lời và giải đáp thắc mắc cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày nha bà con. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về cái cây dừa dứa Thái.